Hello, xin chào anh em, là mình Amy Hoàng Sơn, kênh máy anh cùng đội đây. Chủ đề máy hot giá rẻ luôn luôn hot với các anh em đúng không? Rất nhiều anh em trong thời điểm này mình đang cần tìm những dòng máy tốt, chất lượng cao dành cho các anh em được cái chất ảnh đẹp. Thế nhưng mà anh em có thể là trong thời điểm này, có thể là mùa World Cup vừa rồi anh em đang ít kinh phí, nhưng mà mình vẫn đang cần tìm những dòng máy tốt, thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em lần nữa con Canon 5D Mark II. Con máy này thì mình đã giới thiệu đến anh em trong những video lần trước rồi. Tuy nhiên thì hôm nay thì mình lại giới thiệu đến anh em một cái combo máy Canon 5D Mark II kèm con ống kính. Nó rất là bất ngờ. Một con ống kính dòng Luxury viền đỏ của Canon. Đây là con Canon 17-40mm F4L. Nếu anh em nào mà có thể đã biết qua con ống kính này rồi thì đã biết được con ống này nó chất lượng nó tốt như nào. Thế nhưng video này khi mà anh em nào mà chưa biết đến con ống kính này thì mình sẽ giới thiệu anh em. Tại tháng 11 này, tại Man của chúng mình đang có những cái combo máy ảnh được giảm rất giá rất là sâu. Cụ thể con Canon 5D Mark II mà kèm với ống 17-40 F4L này hiện đang có giá chỉ loanh quanh chưa đến 12 triệu anh em ạ. Đúng rồi, anh em nghe không nhầm đâu. Cả một combo máy full frame kèm con ống viền đỏ dòng L của Canon mà giá chưa đến 12 triệu. Tin được không? Không thể tin được. Thế nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng anh em thử test, thử trải nghiệm cái chất lượng của combo máy này. Liệu có phải là cái combo máy giá thấp nhưng mà có chất lượng kém hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Đấy, thì mình đang cầm trên tay là một chiếc 5D Mark II kèm với con ống 17-40 F4L. Trông cũng khá là uy tín đúng không? Như người ta thường hay nói ấy, viền đỏ chứng tỏ dân chơi. Combo này cầm trên tay bao uy tín. Mình lắp thường cái hút này vào thì trông full uy tín luôn, 10 điểm uy tín. Đấy, như anh em nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn cái hút nó loe như này. Đi ra ngoài đường nhìn phát biết ngay dân chơi nhiếp ảnh. Kèm con máy trông cũng khá là to, trông cũng khá là hoành tráng như này. Anh em mà đi dạo một vòng, biết đâu lại có người hỏi mình chụp ảnh giả tiền thì sao. Ok, mình sẽ bắt đầu. Thì con 5D Mark II thì mình cũng đã nói qua rất nhiều ở những video trước đây rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nêu ra cho anh em một cái nhìn về toàn bộ cái combo này nhé. 5D Mark II kèm với ống 10-40L. Thì cái combo này thì nghe qua cái tiêu cự chắc hẳn anh em cũng đã hiểu một phần. Cái bộ máy này sẽ giúp cho anh em có được một cái góc ảnh nó khá là đa dụng này. Mình vừa có thể mình chụp được góc ảnh rộng, rất là rộng luôn. Như hôm nay mình sẽ chụp cảnh trong gương thống nhất này cho anh em xem. Ở góc 17mm trên con ống 10-40 này ấy, anh em có thể chụp được toàn cảnh. Ví dụ như là mình chụp tập thể chẳng hạn, mình chụp tầm khoảng 10 người, 20 người chẳng hạn, nhưng mình không có đủ không gian để mình lùi ấy, thì với một con ống mà có cái tiêu cự góc rất là rộng như này, anh em có thể chụp rất là dễ dàng. Và thứ hai, ví dụ như mình khi nào mình đi chụp phong cảnh chẳng hạn, ví dụ như ở đây hôm nay là một buổi chiều thời tiết rất là đẹp, mình muốn lên cái hồ trong công viên thống nhất này mình chụp, thì với cái góc ảnh của con 17mm này cũng sẽ giúp cho anh em chụp được toàn cảnh, nó rất là đẹp luôn. Hôm nay trời khá là nóng, mặc dù là đã bắt đầu vào mùa đông nên là áo mình hơi mồ hôi, anh em thông cảm nhá. Mình không phải là bị bệnh mồ hôi trộm đâu, bởi vì là mình hay phải di chuyển nhiều, hay phải đi nhiều. Đấy, mình sẽ thử mình dùng cái con ống này mình chụp góc 17 cho anh em xem nhá. Đấy, nhìn rất ấn tượng. Góc 17 này nó rất là đa dụng. Hay là thậm chí ở góc 40 nó này, góc 40 này nó rất là ok luôn. Anh em có thể chụp được nhiều thể loại ảnh với góc 40 này. Thì tóm lại cái con 17-40 này nó có cái tiêu cự, cái giải tiêu cự nó giúp anh em làm được nhiều thứ. Ví dụ mình đi chụp đường phố mình cầm cái góc ảnh này cũng ok luôn. Đấy, mình chụp đường phố cầm con 10-40 này. Thì đấy, cái combo 5D2 kèm 10-40 này, một combo máy full frame, ống thì ống viền đỏ luôn, chất lượng rất là tốt mà giá chưa đến 12 triệu. Như anh em nào mà thời điểm này mình mới chơi, mới học nhiếp ảnh, chưa nhiều kinh phí nhưng mình vẫn muốn sắm máy full frame chẳng hạn, thì combo này mình nghĩ rất ok. Ví
Duy chỉ có cái mình đã nói với anh em trong những video trước ở đấy về con 5D2 này rồi. Con này nói chung là cái tốc độ lấy nét nó không nhanh, nên là mình khuyên là không nên dùng con này chụp thể thao thôi. Chứ còn về những vấn đề khác thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ, vẫn không có cái gì nhiều để chê về con 5D2 này trong cái tầm giá này. Còn con 1740 này thì hôm nay nói sâu về con này một tí. Con 1740 F4L này thì là một con ống kính mà đã được rất là nhiều người, thậm chí là những người làm nghề chuyên nghiệp dùng trong thời gian rất là dài rồi. Đây là một con ống kính mặc dù là thuộc dòng L, dòng viền đỏ, nhưng mà giá cũng rất phải chăng. Mà giờ đến thời điểm năm 2022 này cũng đã giảm giá còn rất là sâu nữa. Thế nhưng mà có một số những điểm mà anh em cần phải lưu ý về con 1740 này. Con này cái mức độ mở khẩu lớn nhất của nó là F4. F4 thì nếu như mà trong cái điều kiện ánh sáng ban ngày như thế này thì không phải vấn đề. Thế nhưng mà nếu như anh em mà chụp thời điểm buổi tối hoặc là thời điểm mà nó bị thiếu sáng như kiểu mình chụp trong nhà chẳng hạn, thì F4 này có thể nói là nó sẽ hơi không được khoái lắm. Nó không đủ cái mức độ mở khẩu để mình thu được nhiều ánh sáng để cho chất lượng ảnh nó thực sự gọi là cao cấp, những dòng F2.8 hay là F1.4 các thứ. Thì đấy cũng chỉ là một cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi. Với cả nhiều khi cái tiêu cự 1740 này thì đa dụng ấy, nhưng mà nếu như mình muốn zoom xa thì 1740 nó hơi rộng. Nó hơi rộng. Ví dụ như mình muốn đứng từ xa mình chụp các mục tiêu ở cách khoảng từ 10m trở lên ấy, thì cái tiêu cự này nó hơi khó chụp đó. Còn nếu anh em mà kiểu mình muốn chụp chân dung ở những người đứng gần hoặc là mình muốn chụp tập thể thì dùng cái tiêu cự này thì tuyệt vời luôn. Đấy. Mình xin gọi là mình biểu diễn lại một tí nhá. Cái góc ảnh rộng nhất và góc ảnh hẹp nhất của cái ống kính này. Ở tiêu cự 17 anh em sẽ chụp được như thế này. Đấy, rất là rộng. Hay ở tiêu cự 40 đấy, sẽ chụp được. Nói chung là góc nó cũng sẽ khá là đa dụng. Ok, thì đấy là mình vừa chia sẻ đến anh em một cái combo máy giá rất là rẻ, có cả biến full frame, có ống viền đỏ, chất lượng cao, nhưng mà hoàn toàn các anh em mới chơi có thể đầu tư, có thể và mình sở hữu cái combo này với giá thành rất là phải chăng. Ok, thì đấy chỉ là một vài những cái chia sẻ nhỏ mình về cái trải nghiệm về cái combo này. Nếu anh em có quan tâm đến chi tiết combo 5D2 kèm ống 1740 F4L thì có thể để lại bình luận dưới comment và truy cập đường link trong mô tả đến fanpage để chúng mình có những cái tư vấn cụ thể hơn dành cho các anh em. Thì mình xin nhắc lại nhé, là trong đợt tháng 11 này nhé, là đang có cái chương trình giảm giá rất là sâu dành cho combo này. Nếu anh em nào đang muốn được sở hữu combo này với giá thành hấp dẫn nhất thì hãy để lại ngay lập tức bình luận dưới comment để chúng mình hỗ trợ anh em nha. Ok, nếu anh em cảm thấy cái video giới thiệu các combo máy giá rẻ như này hay hữu ích, có thể để lại một like và một đăng ký để đón xem cái video tiếp theo của chúng mình. Xin chào tất cả anh em nha. Hẹn lại trong video sau. Mình là Hoàng Sơn.